Thấy trong đó hình như là có con mắt con gì đó, chăn hay rắn gì đó. Giỡn bạn. Đi đi đi, khai 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 khai. Sau lưng Kha đây là một hòn núi có từ bao đời nay, hòn núi có từ xa xưa tới giờ. Hòn núi này trải qua bao nhiêu đời, mang một cái lịch sử tâm linh huyền bí mà đến thời điểm hiện tại chưa ai có thể lý giải được cả nhà. Hòn núi này có tên là núi Đá Chim, nằm ở tại Ninh Thuận Kha. Thì hòn núi này á, Kha độ, cái độ cao của hòn núi này khoảng tầm 40 mét là độ thôi nha. Thì ở trên cái hòn núi này có một cái dấu bàn chân rất là to, mà nghe những người già lớn tuổi hồi trước giờ nói lại là dấu bàn chân này là dấu bàn chân của ông Tề Thiên cả nhà. Cái điều này nó rất là huyền bí nha, hiện tại thì chưa có ai có biết được chính xác tại vì sao cái dấu bàn chân này từ đâu mà có. Hiện tại bây giờ ở trên đó cái dấu bàn chân rất là to và nó còn động nước ở dưới đó. Mình đứng ở vị trí này nhìn thẳng lên này, cả nhà xem, rất giống hình thù của một con chim đang ngồi gục đầu. Đó, cả nhà nhìn kỹ xem rồi chỉ thấy nha, rất giống hình thù của một con chim. Một cái điều tâm linh ở trong hòn núi này từ trước tới giờ chưa ai có thể lý giải chính xác được cả nhà. Bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà qua bên cái dấu bàn chân mà lúc nãy Kha nói là dấu bàn chân mà được ông bà già xưa đồn lại là dấu bàn chân của ông Tề Thiên. Cả nhà xem video của Kha, có ai biết rõ về lịch sử của hòn núi Đá Chim Ninh Thuận này thì hãy cho Kha xin một lượt comment góp ý nha. Mình nói thẳng luôn, mình xin sâu để muộn, mình chỉ nghe ông bà già xưa truyền miệng lại thôi chứ thật sự mình cũng chưa biết chính xác luôn cả nhà. Bây giờ Kha sẽ dẫn cả nhà leo lên trên đây. Té nhông bạn. Ủa cái này phải thả dép ra bạn ơi. Cao dữ á. Ừ. Chọt chọt á, chọt á. Đây bạn đưa máy cho mình đi. Lên luôn, lên luôn. Được không? Được, được. Lên luôn. Uầy, cao dữ á. Cao lắm. Ừ. Đây cả nhà. Uầy. Nói đến thời điểm hiện tại thì ở vị trí này vẫn còn đọng nước luôn, giống như Kha nói lúc nãy cả nhà xem nè. Đó. Ui, sao giống giống bàn chân vậy? Thì hình thù của bàn chân mà. Cái chỗ này là gót này. Đúng rồi. Đúng không? Đây này cả nhà, gót bàn chân này đúng không? Mình đưa bàn chân mình vô sau làm gì à? Y luôn à. Nè, gót chân này dậm xuống này, lúng cái đó kia. Nước này mình lội xuống sâu khoảng hơn đầu gối một chút xíu thôi. Bao tròn này, đó. Đây. Có dấu ngón chân luôn nha. Bạn Rinh có thể chuyển về 0.5 cho khán giả xem cho thấy rõ nè. Ok không? Đây nè, mình nhìn từ cái gót qua xuống đây mình chỉ thấy nè, có dấu ngón chân kỹ luôn này cả nhà xem này. Đây nè, cái vị trí này là ngón chân cái này nha, ngón chân cái này. Tiếp theo là ngón chân thứ hai này. Đúng không này? Giống. Ngón chân thứ ba này. Ngón chân thứ tư này. Ngón út kia luôn. Ngón áp út đây, thấy không? Ừ. Dấu bàn chân rõ ràng luôn cả nhà. Cái dấu bàn chân này là có từ rất lâu đời rồi nha, chứ không hề có ai đục điêu khắc gì nha. Và giống như Kha nói, những con dê con cừu á, mùa nắng á, nước nó còn đọng lại á, những con dê con cừu nó ăn cỏ ở đây á, nó lên này nó uống nước đây cả nhà. Và leo lên trên đây một chút nữa thì cả nhà nhìn xem này, nhìn kỹ cái hồ nước Đá Chim này nha. Chỗ này giống cái chân y chang luôn. Đúng rồi. Đây. Lên vị trí này á thì cả nhà nhìn qua hồ nước Đá Chim này. Đó. Cẩn thận nha bạn, gió nha. Gió. Nó bật một cái xuống kia là kể như là xong khuyên luôn á. Đây, cả nhà nhìn xem, đó, thấy không? Giống không ta? Giống trước. Giống hình cái con chim mà nó đang ngồi gục đầu này. Cái con chim mà khi mà trời mưa á, lạnh á, nó ngồi gục đầu như này. Đúng rồi. Cả nhà có thể tưởng tượng hiểu nè. Đó, nhìn kỹ không? Và cái chỗ này có những cái điều gì mà tâm linh huyền bí Kha chia sẻ mới nãy Kha có nói Kha? Có điều gì tâm linh Kha? Ở vị trí này á, là vào cái thời mà hồi trước á, những cái thời mà kháng chiến á, là có rất nhiều cuộc ẩu đả xảy ra ở tại vị trí này. Và một cái điều đặc biệt nữa, ở dưới cái hòn đá này nè, nói tới đây nổi da gà cả nhà. Cái gì? Dưới hòn đá này nè, có một ngôi mộ. Đâu? Ngôi mộ của một người đàn ông mất cách đây mấy chục năm rồi. Người đàn ông lúc đó đi đến đây để làm cái gì đó thì cái chuyện đó mình không có rõ, tại vì lâu quá rồi. Nhưng mà người đàn ông làm sao đó không biết, bị đá ở dưới kẽ đá đó, nó sụp đá xuống nó đè, lấy xác ra không được luôn. Chỗ nào bạn? Bên hông bên kia kìa. Buộc lòng là người ta phải chôn ông trong đó và xây lần cái mũi dính vào trong tảng đá luôn. Mình có thể đi vào không? Được, ok. Bây giờ mình leo xuống lại. Dẫn cả nhà qua bên đó luôn. Kha chỉ dẫn cả nhà vào trong đây, đến ngôi mộ của người đã khuất mà Kha vừa nói. Nổi ra gà luôn bạn. Cẩn thận nha bạn. Chỗ nào dưới Kha, chỗ nào dưới? Đây. À, thấy rồi. Trực tiếp vị khúc mà.
Thì ở đây cho con nói những hình một cái video thành tâm nó chia sẻ, con không muốn mạo phạm trên khi chúng ngồi là cái câu chuyện của câu chuyện là như thế nào. Câu chuyện là người đã khúc này đến đây lúc trước, thì câu chuyện là người này đến để làm cái gì đó không biết, thì vô tình bị đá nó sập xuống. Đá sập xuống? Ừ, nó đè ở trong đây. Ừ. Và không biết sao cái lúc đó thì người ta lấy ra không có được, buộc lòng là người ta phải làm mộ, lập mộ của ông tại đây. Và sau này thì có lẽ là con cháu hoặc là dòng họ của ông đến đây mới xây lên một cái mộ bằng xi măng như thế này đó, và đặt cái bia cho ông, chứ lúc trước là không có. Thì câu chuyện này cũng khá là lâu rồi, thì qua truyền miệng lại của người lớn tuổi mình chia sẻ lại thôi. Ở đây là mình có thấy là có một lớp xi măng được có. Xây khít lại luôn, xây khít lại vô cái phần mộ, chắc là đúng rồi nơi ông an nghỉ ở chỗ này luôn hay sao? Người ta bao bọc từ đây qua bên kia luôn, qua mộ của ông luôn. Nhưng tại sao chỗ này lại có cái hang ta? Chỗ này là có dấu đốt, có thể là mỗi khi cúng là người ta đốt giấy rồi hôm nay, hoặc là người ta nấu ở hôm nay cho nên dấu than ở khói nó bốc lên đen thui luôn, thấy không? Mình thấy trong đó hình như là có mắt con gì đó, có phải đâu. Là đâu? Mình thấy tối tối có thấy cái con gì giỡn bạn là... mình không biết là có con chăn hay rắn gì đó. Giỡn bạn thì không thấy lưới lấy xé xén. Chỗ đâu? Chỗ trong hang này đây. Có đùa nữa không? Giờ chiều rồi á. Đâu 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 đâu. Ôi, cái gì vậy? Cái gì tật tật vậy? Sợ đây tầm chưa gì thấy tâm linh nữa nhân bản. Ui, ở dưới đây có cái hang này. Ui, cái hang bóng lộng luôn trời. Hay là cái hang này là hang của ông dài, đúng không? Coi cháu trường vô luôn, bóng lộng này. Nhìn kìa, ở trong nó bóng lộng luôn, thấy không? Này nghe Kha chui vô Kha. Ông nội chui vô để mình ghi hình lại. Cho vàng tôi cũng dám chui nữa. Để mình ghi hình lại cho mọi người xem. Thôi thôi thôi, tôi còn gia đình nữa ông ơi. Khám phá vậy đủ rồi. Ui, có dấu bóng lộng luôn cả nhà, thiệt chứ. Bóng cái gì cái gì? Cái dấu rắn mà bò vô á, thấy không? Ui trời, lúc, ra. Lúc, ra. Ý là cái lúc rắn bò vô hang á, bóng lộng luôn, chốt dấu trường bóng lộng luôn. Còn gì hết? Ôi chưa vậy mà thấy ớn gì. Ở đây còn một cái điều nữa nha. Sao? Bên này có một cái hang động. Thì ngày trước á, cái thời mà giao tranh á, thì ở bên mình á, thì người ta mới dùng cái hang động này để người ta ẩn nấu. Gì hả? Khi mà ở trên đánh xuống á, thì không có trúng được. Mình đi, chỉ dẫn cả nhà đi qua cho mọi người xem luôn. Thì dẫn cả nhà vào trong hang động đó nha. Cái đoạn đường này lâu ngày không có người đi, mọi người là cây ranh là mọc hết luôn. Nhưng mà vì muốn ghi hình cho mọi người xem là anh em mình vào luôn em, vào luôn không? Sợ rắn. Vào luôn, ghi hình cho mọi người. Ok cả nhà, bây giờ cố gắng mình đi vào để Kha ghi hình cho cả nhà xem. Mọi người xem nhớ like và share video này giúp anh em tụi mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Rung cây trước đây hả? Vô bạn. Có gì là bạn la để mình chạy nha. Ok. Ôi khôn quá, đi rồi sâu không à? Quên, chỗ này không được cười bạn à. Cẩn thận. Ok. Tới chưa? Tới rồi. Quỳ thì gai. Nó thẳng. Tới chưa? Tới rồi. Đây ở trong hang động này đây. Vô mẹ. Sau này một con cái con này. Trời ơi, sao tớ... Kèo, sao tớ đoạn này gió cây vô dữ vậy? Vô. Biết. Ui. Ui. Hay là không muốn mình vô chả? Biết. Sao gió gì? Đây, ở trong hang động này cả nhà, hay trong hang động. Bình tĩnh nha bạn, bình tĩnh nha, ở trong đây đừng có vô đó nha. Nghe nó dơi rồi mình sống nhiều lắm. Ôi cái này mà nó ngã xuống kẹt cái là chết. Không bao giờ ngã được, người ta núp trong đây không bao giờ bị cái gì trong đây nha. Bơm đạn xuống không có trúng được luôn. Chỗ này không nên ở lâu bạn à. Ui, có dấu hang con gì nữa vậy? Ui đi ra đi. Chỗ này. Cái gì vậy? Quá, cái gì này? Ừ. Đồ thờ của người ta bỏ á. Ui. Không nên ở lâu bạn, mình thấy đi ra. Chuyện tượng bất thường, cây cối rung quá. Đi ra đi. Đi khá. Ui.